Chúng tôi Destiny Nguyễn xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày 18 tháng 5 năm 2014, chúng tôi có mặt tại Tòa đại sứ Trung Cộng tại Washington DC để tường thuật lại cuộc biểu tình của người Việt quốc gia hải ngoại đến đây để nói lên tiếng nói yêu nước chống Trung Cộng về việc Trung Cộng đem giàn khoan HD981 vào vùng biển của Việt Nam. Đặc biệt, buổi biểu tình hôm nay chúng tôi ghi nhận có cờ Cộng sản Việt Nam và đó là một điều không thể chấp nhận tại vùng Hoa Thành Đốn. Sau đây là phản ứng của anh Võ Thành Nhân. Anh em chúng tôi đến đây với một cái ý thức rất là tự phát. Một cái cuộc biểu tình ở tại thủ đô Hoa Thành Đốn mà khi mà chúng ta tổ chức mà chúng ta không cần giấy phép, có nghĩa là chúng ta dưới 25 người. Và chúng tôi được biết là vào lúc 2 giờ trưa ngày hôm nay thì có một nhóm những người chúng tôi gọi là cánh tay dài của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở tại Hoa Kỳ. Họ có xin phép là họ sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ thì chúng tôi tới trước từ lúc 1 giờ. Khi mà chúng tôi đến thì chúng tôi có ghi nhận hai điều này. Sở dĩ chúng tôi đến trước để mà chúng tôi có được cái lá cờ của người Việt tị nạn Cộng sản, có lá cờ của người Việt quốc gia, chúng tôi cắm lên trước. Và khi mà một người đại diện của bên những anh em cánh tay dài của bên Cộng sản Việt Nam họ đến thì họ nói rằng là họ sẽ có cờ của Cộng sản họ dương lên. Chúng tôi nói rằng chúng tôi rất là quyết liệt. Người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại, nếu mình lẫn lộn với nhau, anh là Vietnamese American Chamber of Commerce hay là anh một cái tổ chức mà về thương mại đó. Anh lúc mà interview với lại VOV thì anh nói anh là giống như là đại diện cho cộng đồng của người Việt ở hải ngoại vậy đó. Ở lòng nước nó misleading information đó. Nên cái sự hiện diện của mình ở đây ngày nay đó, anh không thể nào hiện đại diện cho người Việt được. Anh chỉ đại diện cho một số người làm thương mại mà thôi. Và có một cái lý tưởng là muốn giúp quê hương bằng con đường thương mại của những người mà chịu làm ăn với Việt Nam. Còn tụi này thì là muốn thay đổi Việt Nam. Hai cái nó đi, cái hai con đường nó rất là căng và chắc chắn. Anh dựng cờ Cộng sản lên, tụi này bắt buộc phải đối phó bằng nhiều cách, có thể là gieo với nhau, có thể là có cái gì đó không có chuyện không may xảy ra. Và Secret Service họ đã chuẩn bị rồi, do đó nên anh Huy, anh muốn biểu tình ngày hôm nay ở đây, anh không dựng cờ Cộng sản được, vậy thôi. Chúng tôi sẽ bất bằng mọi cách để mà hạ lá cờ đó nếu mà nó được dựng lên ở tại cái khuôn viên này. Do đó nên nếu mà trong ngày hôm nay chẳng may có điều gì xảy ra thì đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng không phải ngoài ý muốn của chúng tôi. Do đó chúng tôi đề nghị những anh em đó, họ nói rằng đã đến lúc chúng ta ngồi lại với nhau. Chúng tôi nói không, lúc này là lúc cái đất này là đất của những người Việt tị nạn Cộng sản. Các anh muốn đấu tranh thì các anh phải đấu tranh với cái ngọn cờ của chúng tôi. Do đó nên đã cái cuộc tương nhượng đã xảy ra như vậy rồi. Và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ không đem lá cờ của Cộng sản ra. Nếu có thì chắc chắn có một cái gì đó không may sẽ xảy ra. Và cái bản tin mà chúng tôi đang có được vào giờ này là trước 2 giờ. Do đó nên là những người của phe bên kia mà họ gọi là họ đi đến để mà họ tham dự cái cuộc biểu tình chống Trung Cộng về vấn đề mà xâm lấn lãnh hải của chúng ta đó, họ chưa đến đông đủ. Nên khi nào mà họ đến đông đủ rồi thì chúng tôi sẽ bắt đầu có một cái kế hoạch rõ ràng để mà phản đối họ. Hoặc là vừa phản đối Trung Cộng là cái điều chắc chắn, và cũng vừa phản đối những cánh tay dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, những người tay sai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đứng trước Tòa đại sứ Trung Cộng hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt đã bày tỏ cảm nghĩ của mình. Để chống Trung Cộng đã xâm lăng lãnh thổ Việt Nam, cái thứ nhì là mình muốn nói chống lại chính quyền Việt Nam đã cộng tác với lại Trung Cộng để bán nước. Cái vấn đề thứ ba là chúng tôi ở đây để muốn cổ võ cho những dân Việt Nam trong nước đang đi tìm tự do. Các anh chị ở Việt Nam nên đứng lên, tại vì mình sắp bảo vệ không những tự do cho mình mà còn đời con mình, đời cháu mình phải vươn lên để thay đổi ở Việt Nam. Đến từ Arkansas, anh Song Tiền đã lên án sự cấu kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền Trung Cộng. Ngày hôm nay thì cộng đồng người Việt quốc gia đã biểu tình trước Đại sứ quán Trung Cộng để phản đối việc nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng đã đưa giàn khoan 981 vào trong vùng biển của Việt Nam, mà trong khi đó thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì hèn nhát không dám đuổi cái giàn khoan đi ra khỏi đất nước bờ hải lãnh hải của mình. Trong khi đó những cái tên mà Việt Giang Cộng sản mà chúng ta thấy đang đứng đằng kia đó thì họ đến họ dương cái lá cờ Cộng sản để biểu tình. Trong khi đó ở tại trong nước, những người dân yêu nước bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp không cho biểu tình. Họ bắt người ta, công an phải đến trước từng nhà cấm người ta đi biểu tình bày tỏ lòng yêu nước của mình. Đó là cái sự hèn hạ, cái sự bán nước của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mà chúng tôi đã thấy được. Ngày hôm nay họ làm bộ họ đến trước cái tòa đại sứ quán Trung Cộng để họ dương lá cờ Cộng sản lên, nhưng thực chất họ là những kẻ bán nước, họ là những kẻ hại dân, họ là những kẻ ác với dân mà hèn với giặc. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay không có một động thái nào để đuổi cổ cái đám Trung Cộng đang xâm phạm lãnh hải lãnh thổ của Việt Nam.
anh hàng tán phát đến từ Tennessee, là một cựu tù nhân chính trị đã bị giam cầm 6 năm tại nhà tù Cộng sản Việt Nam. Anh cũng về tham dự buổi biểu tình hôm nay và có ý kiến như sau. Biết rằng ngày hôm nay Cộng sản đã tấn công Việt Nam, xương máu người dân Việt Nam đổ xuống là vì đâu? Qua đây hồi tháng 3 cũng chỉ vì Cộng sản đã bán, bây giờ đưa quốc tế, Việt Cộng thua. Tại vì Trung Quốc đó nói là do ông Đồng đem cái hiệp định này ký với họ, xác nhận là của công họ. Hàm, công hàm chứ họ mới tấn công Việt Nam, họ nói là họ chủ quyền. Cái hành động của đất nước này là do chính họ. Mà ai hy sinh là dân máu, là xương máu của dân. Còn người Hà Nội nói rằng á, kêu gọi chúng tôi nếu mà họ dân thật chủ, sự nhân luôn quyền, á, thượng con họ đã cho người dân biểu tình. Tại sao chúng tôi thượng cấp lượng, chúng ta ôn hòa như vậy là bắt chúng tôi? Người dân biểu tình ôn hòa, tại sao họ xuống đường biểu tình? Đó một câu ôn hòa. Tôi kêu gọi ra đảng. Tại sao bỏ tù Đinh Nguyên Kha, một người chống tài cảm? Tại sao bắt chúng tôi? Bỏ tù anh Trần Quỳnh Duy Thức. Bỏ tù anh Điêu Cày. Anh Điêu Cày là một trong những người lãnh đạo trong Tàu Cộng. Tại sao các anh bỏ tù? Chưa thả Việt Khang nữa. Tại sao các anh hèn hạ? Việt Khang chỉ xem hai cái bài nhạc chống Việt Tàu. Việt tôi đâu bản nhạc hay quá. No more communist in Vietnam! No, no, no! 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 Destiny Tường Trình từ tòa đại sứ Trung Cộng, Washington DC. Xin thân ái kính chào quý vị.